quý vị và các bạn, mảnh đất nghèo Đắk Rông đầy nắng và gió quanh năm nhưng được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh đẹp. Khe Luồi, xã Mỏ Ó, khe Làng An, xã Triều Nguyên, đá Ngồi, xã Hướng Hiệp và đặc biệt là không gian tuyệt vời từ suối nước nóng thuộc bản Ca Lu, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông. Đây là không gian văn hóa truyền thống thu nhỏ của người Bru Vân Kiều ở miền Tây Quảng Trị. Ở đây, hội tụ nhiều cảnh sắc thiên nhiên và tập trung nhiều ngành nghề truyền thống và những giá trị cổ còn được lưu giữ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Ca Lu qua chuyên mục Nét đẹp làng quê. Bản Ca Lu thuộc vị trí thuận lợi nằm ngay đầu đường Hồ Chí Minh lịch sử, giao cắt với quốc lộ 9 bằng cây cầu treo bắc qua sông Đắk Cơ Rông. Con đường Trường Sơn thời kháng chiến hào hùng nay trở thành tuyến đường thu hút nhiều du khách. Đến với Ca Lu, vừa được ngắm thắng cảnh hùng vĩ, đi dọc con đường Hồ Chí Minh còn là cơ hội để khám phá những bản làng văn hóa truyền thống lâu đời. Tổng hợp các lợi thế truyền thống văn hóa, đặc sắc, đậm bản chất, những người dân hồn hậu, chất phác, bản văn hóa Ca Lu là một điểm đến đặc sắc không thể bỏ qua trên hành trình khám phá văn hóa bản địa. Có dịp dừng chân ở bản Ca Lu, nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Co được đầu tư tôn tạo, phục dựng nguyên trạng theo kiểu truyền thống trước đây. Những phong tục tập quán cổ xưa cũng được phục hồi nhằm lưu giữ một số nét văn hóa đang dần phai nhạt. Thấy ở đây là phong cảnh rất là đẹp, mà phong cảnh quê hương bình dị nhưng mà nó rất mang truyền thống đậm chất của dân tộc Bru Vân Kiều. Em thấy là ở đây là có những ngôi nhà sàn này, tuy nó cổ kính nhưng mà cũng được tôn tạo lên và làm thêm những nét là đẹp hơn, gọi là có gìn giữ và bản sắc văn hóa của truyền thống mình. Thiên nhiên đã ưu ái cho bản Ca Lu món quà vô giá. Mảnh đất hội tụ nhiều cảnh đẹp của khu di tích danh thắng Đắk Cơ Rông. Dãy núi Ca Lu sừng sững ẩn hiện giữa mây trời. Dòng sông Đắk Cơ Rông đậm chất sử thi, chiếc cầu treo duyên dáng. Dòng suối khoáng nóng mang tên Ca Lu tuôn trào dòng chảy mãi. Ai đến Ca Lu một lần mới cảm nhận được nét hoang sơ, thơ mộng của con suối khoáng nóng này. Đầu nguồn suối Ca Lu là những thác nước chảy mạnh ngày đêm. Ở đó còn có những bãi đá với nhiều hình thù lạ mắt. Tất cả như những nét vẽ xuất thần, điểm tô nên bức tranh tuyệt đẹp của bản làng người Vân Kiều nơi đây. Trên nền đất tổ tiên ấy, các thế hệ dân bản Ca Lu sống quẩn tụ. Năm 2014, bản Ca Lu được tỉnh Quảng Trị và huyện Đắk Cơ Rông đầu tư xây dựng để phát triển thành khu du lịch cộng đồng. Từ đó đã góp phần tôn thêm nét đẹp văn hóa của người Vân Kiều. Những làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ gắn bó với người dân như cơm ăn, nước uống. Không ai còn nhớ rõ bản Ca Lu hình thành từ khi nào. Chỉ biết rằng trải qua bao biến thiên của lịch sử, các thế hệ người dân Ca Lu luôn ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống và độc đáo của dân tộc mình. Bản Ca Lu ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ sống dưới chân núi Ca Lu, lưng tựa núi, mặt quay ra suối, dựa vào thiên nhiên để sinh tồn. Dần dà làng bản phát triển, mở rộng ra và quần tụ đông đúc bên dòng Đắk Cơ Rông như bây giờ. Thế nên, người dân Ca Lu, dù lớn, nhỏ, già hay trẻ, đều ý thức được nét nhà và luôn tự hào về điều đó. Thì nhà cổ của Quảng Trị là của thôn Ca Lu á, thì tôi nghĩ là hồi xưa thì hành mai mòn đi. Như hôm nay thì mà được du lịch sinh thái đầu tư, thì nói chung riêng ban hành tội nói riêng mà bà con thấy rất là phấn khởi. Thôi cái chỗ là mà sau này mà không đầu tư thì hành càng ngày càng mai mòn đi, hành mất đi cái truyền thống của dân tộc Vân Kiều ở thôn Ca Lu nói riêng nhưng cả huyện Đắk Rông nói chung. Tổng hợp các lợi thế truyền thống văn hóa lâu đời đặc sắc đậm bản chất, bản văn hóa Ca Lu là một điểm đến đặc sắc không thể bỏ qua trong hành trình khám phá văn hóa bản địa phía Tây Trường Sơn hùng vĩ.
quý vị và các bạn, năm 2012, bản Ca Lu thuộc xã Đắc Rông, huyện Đắc Rông đã được Sở Văn hóa Du lịch của tỉnh Quảng Trị và Ủy ban nhân dân huyện Đắc Rông đầu tư để phát triển thêm khu du lịch cộng đồng. Và đến tháng 8 năm 2014 thì bản Ca Lu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng và phát triển du lịch ở cộng đồng thì nó vẫn chưa mang lại những cái kết quả như ban đầu. Và để bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa của bản Ca Lu trở thành cái khu du lịch cộng đồng như cái mục tiêu ban đầu của dự án đã đề ra, thì chúng tôi xin được trao đổi với anh Hồ Thên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Rông. Thưa anh, đã cảm ơn anh đã tham gia cái chương trình của chúng tôi ạ. Thưa anh, thì anh có thể cho biết cái tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng ở bản Ca Lu là như thế nào ạ? Thì được thiên nhiên ưu đãi là phong cảnh ở là du lịch của Đắk Rông, thì vừa rồi năm 2014 là được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch là đầu tư xây dựng các cái cơ sở hạ tầng như là sửa chữa là 15 nhà bàn cổ truyền thống của đồng bào, rồi là xây hai cái dãy nhà của du lịch cộng đồng, rồi là xây dựng cái đường đi bộ vào khu suối nước nóng, rồi đường đi vào trung tâm Ca Lu, rồi là các cái xây dựng các cái hạng mục như là hệ thống đèn chiếu sáng ở trung tâm du lịch, rồi các cái thiết bị âm thanh loa máy, thì gần như là trong cái đầu tư đó là gần như là 9 tỷ đồng. Thưa em, thì để bản Ca Lu phát triển trở thành cái bản du lịch cộng đồng phát triển bền vững thì về phía chính quyền địa phương cần phải làm gì ạ? Cái trong thời gian vừa qua thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với là dự án tiêu vùng sông Mekong cùng với là Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông đã tổ chức một cái lớp tập huấn gọi là cho cái bảy nhóm sở thích cho cái người dân ở bản Ca Lu này để mà sau này phục vụ cái khách du lịch. Thì trong thời gian vừa rồi á, là cũng đã học rồi, đã tập huấn rồi, nhưng mà cái này là cần phải có cái sự nghiên cứu kỹ để về vấn đề liên quan đến cái công tác của nhóm. Và thứ hai nữa là đối với chính quyền từ cấp xã cho đến thôn, nên là làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, để sau đó mình phải tuyên truyền cho người dân để hiểu được như là cái vấn đề du lịch là thế nào, là từ đó người dân đồng tình ủng hộ, và để mà làm cái đó để làm tốt hơn là trước hết là người dân phải hiểu, sau đó người dân phải tham gia để mà cùng với là xã cùng với thôn để mà làm tốt cái công tác cái du lịch này. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia cuộc chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực cố gắng để đưa các chương trình của đài đến với người dân, đặc biệt là bà con ở huyện vùng cao Đắk Rông. Các chương trình thời sự, các bản tin dân tộc và miền núi đã thu hút người dân vùng cao đón xem. Tuy nhiên, là một địa bàn khó khăn, việc phủ sóng truyền hình Quảng Trị ở các bản xa chưa rộng khắp, nên một số bà con ở đây vẫn chưa tiếp cận được với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Mong muốn được Đài Truyền hình Quảng Trị và tỉnh Quảng Trị là làm thế nào để giúp đỡ chị em đồng bào miền núi họ được xem những tin tức của tỉnh Quảng Trị để biết được mà phòng tránh những lúc mưa bão được. Thì tôi cũng đã xem Đài Truyền hình Quảng Trị cũng đã nhiều rồi. Theo mong muốn của tôi á là rất thích xem là tạp chí nông nghiệp để cái áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Thì mong muốn Đài Truyền hình Quảng Trị để phụ sóng để chúng tôi xem được. Chuyên mục Nét đẹp làng quê tuần này do Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Rông thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.